sáng nay 12 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Chương trình được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk dự chương trình có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2024, chuyển đổi số quốc gia có chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tập trung vào thúc đẩy sáng tạo, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế xã hội của đất nước với các mục tiêu chuyển đổi số quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Trên cả nước, các bộ ngành địa phương đã phát động tổ chức các cuộc thi, hội thi, phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng, tìm hiểu về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực, địa phương. Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được về chuyển đổi số quốc gia năm 2024, nhất là về kinh tế số, đề xuất các định hướng chiến lược, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thời gian tới. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có những chiến lược tư duy đổi mới, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong thực hiện chuyển đổi số, nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống thành ngành công nghệ số, hình thành các khu công nghiệp công nghệ số quy mô lớn, phát triển nông nghiệp số, phát triển nông thôn mới, gắn phát triển làng xã công nghệ số, hình thành hệ sinh thái số trong chuỗi giá trị thương mại, v.v. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm, kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, điển hình trong thực hiện công tác chuyển đổi số.